Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt của các công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tăng cao. Nếu không có những giải pháp tiết kiệm điện hợp lý thì sẽ gây lãng phí. Vì vậy, từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đến người dân cần sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Trước tình hình trên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu Giám đốc các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế miền Bắc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trước yêu cầu của lãnh đạo tổng công ty, trong thời điểm nắng nóng này, các đơn vị điện lực khu vực phía Bắc đã tập trung theo dõi sát sao diễn biến tình hình thời tiết và tăng trưởng phụ tải, lập phương thức cấp điện linh hoạt và hợp lý, hạn chế tối đa việc gián đoạn cấp điện do quá tải, tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục các tồn tại trên lưới điện. Đặc biệt, lưu ý đối với các đường dây trạm biến áp 110 kV, các tuyến đường trục trung áp 35 kV, 22 kV đang đủ tải, các trạm công cộng mang tải cao. Để giúp người dân nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm điện, ngành điện đã cử cán bộ đến tận các hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, thay đèn sợi đốt bằng đèn compact cho bà con, vận động họ tắt các thiết bị điện khi không dùng đến.